Xin kính chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi vào nhà của em Hờ và em Sử để lên trên đây có một chút việc mà trên đường em Dương đi lên trên đấy ấy, thì cũng tiện đường muốn chia sẻ đến quý vị cái khung cảnh cái đoạn đường đi của nhà em Hờ một lần nữa. Và bởi vì hiện tại cũng đang đến mùa hoa gạo và ở khu nhà của em Hờ này hiện tại cũng có rất là nhiều cây gạo nhé quý vị nhé. Ở đây do là nương ở bà con đây này. Đây như hiện tại ở chỗ này cũng có một cây này, nhưng mà ở bên mảng bên kia là có nhiều hơn. Mùa này ấy, thì hoa gạo nó lá nó rụng hết rồi, có những cái búp hoa nó đang chuẩn bị nở đấy, đang chuẩn bị nở, và có một số cây thì đã nở, và nó cũng tùy thuộc vào một số nơi cũng như là thời tiết ở nhiều vùng ấy nó khác nhau thì nó nở tốt hơn. Để mà muốn ngắm hoa gạo đẹp hơn thì ở đây khu lán của anh em đội tim bản sắc dân tộc đi lên trên đấy cách đấy khoảng tầm khoảng 200-300 mét từ đó, cái đoạn trong khu đấy phải gọi là một rừng cây gạo cái vị ạ, rất là nhiều. Trước đây em Dương cũng có vài cái video mà em Dương có đi lên trên chỗ nhà anh Sình, anh trai mà có bị ghẻ toàn thân đấy, thì em Dương cũng chia sẻ đấy, không biết là quý vị có để ý hay không. Và những cây cây đó là hầu như là toàn là cây gạo quý vị ạ. Còn hiện tại ấy, thì cũng đang vào khoảng mùng 10 Tết, mùng 10 rồi, cũng đang là mùng 10 rồi, nhưng mà hiện tại các bạn thanh niên ở đây cũng rất nhiều bạn cũng đã làm hồ sơ và tiến hành đi làm công ty, những cái công ty ở dưới xuôi, có nhiều người ấy, thì cả vợ cả chồng cũng đi luôn đấy. Có nhiều bạn là ở chỗ khu nhà của em Dương ấy, hai vợ chồng cũng định đi mà có mấy cháu nhỏ nữa cũng rất là tội, nhưng mà cuộc sống mưu sinh mà quý vị. Đây ở đây là sau một cái mùa sau một cái dịp Tết qua đi thì những cái cung đường ở đây quý vị đây này toàn bụi là bụi thôi cái khu này ấy, bởi vì trong cái dịp Tết là nó không có mưa nên là mà xe cộ các bạn là thanh niên các bạn đi lại du xuân rất là nhiều, thì ở đây thì bụi các bạn cứ thứ rất là nhiều quý vị ạ. Đấy, còn bây giờ thì em Dương một lần nữa xin kính mời toàn thể quý ba anh chị và mọi người cùng theo chân em Dương đi lên trên chỗ nhà của em Hờ để trao đổi một chút việc với em đấy. Còn quý vị cũng có thể thấy hiện tại trong khu vực này chỗ bà con cũng đã trồng cây hết những cái đám nương của mình rồi. Đấy, thì tiến hành là mấy hôm nữa trời mà có mưa ấy, thì bà con đang sẽ tiến hành là trồng ngô. Cũng không biết là vẫn còn đang có Tết quý vị ạ. Đã không biết là ai còn đang vẫn còn đang tập xe trên kia kìa. Đấy, bà con thì là toàn tranh thủ vào những ngày Tết ấy, để mà tiến hành tập xe thôi. Vì chỉ có những ngày Tết thì bà con mới nghỉ việc đồng áng thì mới có thời gian rảnh để tập xe. Đấy, còn thanh niên thì các bạn này là lúc đi học thì có nghịch xe đạp linh tinh rồi này kia thì các bạn thường hay biết đi sớm. Còn là những người như là tầm khoảng tầm đầu 9 đổi lại, ngược lại ấy, thì lúc đấy như ở trên này thì tầm đấy thì các anh chị vẫn chưa được tiếp cận với lại phương tiện giao thông phổ biến như hiện tại. Em Dương vẫn còn nhớ cách đây khoảng tầm 15-16 năm gì đấy, lúc đấy thế là vẫn còn hơi khoảng tầm 17-18 năm gì đấy, thì em ở trong làng của em Dương mới có một gia đình gọi là có điều kiện nhất, mới có một chiếc xe window đấy, một chiếc xe min đấy. Có mỗi cả một cái làng mới có một chiếc xe min để mà đi lại. Và lúc đấy đường đi nó không có đường dân sinh như này quý vị ạ, đi gọi là đường mòn thôi, và đi đường mòn, mà đường mòn thì toàn là trâu bò đi lại như này kia, lầy lội rất là nhiều, lúc đấy đi rất là khó. Còn cách đây cũng khoảng tầm 5-6 năm đổ lại đây thì bà con ở trên này thì cũng cuộc sống cũng khấm khá hơn, thì cũng nhiều người cũng ít nhất cũng không, tuy rằng là không sắm được nhưng mà bà con cũng có thể là vay mượn và cố gắng là sắm cho mình một chiếc xe cũ khoảng tầm 4-5 triệu cho đến chục triệu. Không biết là cô này đã tập xe được bao lâu rồi. Ủa, em Hờ đây mà. Chào em. À, thím. Đang tập xe à? Chào xe rồi. À, đi được nhiều chưa? Đi được 1-2 vòng rồi à? Bây giờ có đi tập được bao nhiêu ngày rồi thím? Một tàu hàng tàu nước này. Như nào nhỉ? Được. Đi tập được 3-4 buổi này.
ba bốn buổi. Vâng. Ba bốn buổi mà thấy lúc nãy anh ở dưới kia thấy đi đi lại tưởng là ai đang tập ấy chứ mà ra là Hờ đang xuống tiểu tập cho thí mà Hờ. Đúng rồi anh ạ. Ừ. Có bị ngã phát nào chưa? Chưa. À. Xe này thấy mọi người bảo tập xe phải ngã thì mới biết đi. Đúng rồi. Đây là nó trêu vậy thôi nhưng mà đi chịu khó. Thời gian đầu thì mình cầm cầm cho thím một tí. Thím thím cứ đi 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 thử này cháu xem là có đi được chưa. Ơ xì mù mày. Đi chậm thôi. Ôi ôi. Mà tôi sắp về. Ông chỉ ra kể đi. Mà à. Chạy đi đi bên mà. Nó phải đi chứ chứ nó phải đi tao họ tao này thì vẫn đi chưa được chắc tay mấy nhỉ. Vâng. Mới cũng được 2 buổi mới đi được tầm như này là cũng tương đối là ổn rồi đấy. Vâng. Nhưng mà tự tập nhiều vào chịu khó tập vào thím ạ. Ủa tia chó. Ừ, tập xong rồi biết đi lúc nào chồng say rượu mình được lái xe nhỉ chị nhỉ. À tím nhỉ. À, lúc nào chú say rượu được lái xe. Ở đây là vào những dịp Tết này thì bà con mới được tập đấy. Được cái này lúc sáng ra đây lâu chưa em? Sáng nay hơi lỉnh à, 10 giờ mới ra đây anh. 10 giờ mới ra đây à? Vâng. Thím ơi cháu bảo này lần sau mình đang tập xe tay cũng chưa đi tay lái cũng chưa chắc ấy. Thì à, kiếm cái mũ bảo hiểm đội vào nhé chị thím nhá. Đấy, tống lúc con mò này. Ừ. Đấy mình cầm xe cũng chưa được chắc ấy, mình đề phòng thì vẫn hơn, chịu khó đội mũ bảo hiểm vào rồi đi lại nó ấy hơn. Ở đây là xe của nhà chú à? Vâng, xe của chú. Ừ. Xe của nhà chú cũng mua lâu lắm rồi nhỉ? Vâng, mua lâu. Cái này mua mới hay là chắc mua cũ à? Mua cũ thôi. À mua cũ à? Vâng. Ừ. Nhưng mà con của chú đây, tầm xe ngã rồi xe đây. À con của chú tập à? Vâng. Tập xe ngã hết được không? Vâng. Đây này. Ôi dây lùng dùng dây thép mà buộc chẳng chịt đây này. Để giữ thôi nhỉ. Đúng rồi. Ôi, đây có cái phương tiện đi lại là tốt rồi. Chị có tập vào thím nhá. Còn bà cũng em Hờ để ý thím một tí xong đi. Lúc nào mà thím cảm thấy thím mà cầm tay là nghiêng ngoặc một tí là chịu khó chạy thì cầm cái đuôi một tí. Vâng. Ừ. Này tập chắc khoảng tầm ít nhất cũng khoảng độ tầm một tuần. Tầm một tuần thì mới đi được ấy nhỉ. Vâng, khoảng tầm một tuần thì đi được. Với cả bây giờ là cũng đi là tập được 2 hôm hay có đau người không thím? Cú mo ít chê à? Mo đeo. Đau à? Sao tại ta xuống thì mà mo. Cá nhân ba đeo mo thì cá chè đấy. Đau chân và đau cả tay đúng không? Đúng. Nhất là cái cổ tay này cầm lái chưa quen ấy, với cả mình còn điều khiển cái tay ga cái thứ này nữa. Cầm phanh với lại ga cũng ga thì cháu thấy là cũng tương đối đều nhưng mà phanh này cũng không biết như thế nào, phanh đều dần chưa hả? Vẫn chưa. Vâng. Ừ. Phanh thì mà giữ phanh đầu thôi. Phanh ở đít thì không giữ. Ồ. Phanh đầu này là cháu thấy là hay giữ là giữ mình giữ phanh đưa đang đi đường bằng này là mình giữ. Ưu tiên là phải giữ phanh sau là tốt hơn. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà quen cái nào hay cái đấy. Nhưng mà mình
Còn để mà xuống dốc quá ấy, ví dụ như cái đoạn đường từ đây xuống hoặc xuống lên đoạn dưới kia có một cái chỗ đường mà dốc kia kìa, xuống lên dưới kia mà mình không quen phanh sau mà mình cứ bóp phanh trước là nó hay bị trượt bánh trước. Đường dốc thì thí xuống, thí là xuống thì không ở trên này là dắt thôi đúng không? Dắt à. Đây là thím tự lái từ trong nhà ra được chưa? Được rồi anh ạ. Được rồi à? Vâng. Nhưng mà đi chậm thôi. Đi chậm thôi. Vâng. Nhưng mà cái đường cái chỗ gần chỗ nhà em kia ở cái từ gốc cái tre đi ra cái chỗ kia khó quá. Đúng rồi. Mọi người đường thì rộng tầm này này quý vị này, không phải rộng như cái chỗ mà hiện tại thím đang tập đâu. Chỗ hiện tại thím đang tập là cũng đường hơi bằng một chút với cả là cũng tương đối là rộng, cái này cũng khoảng tầm 2m, 3m gì đấy. Nhưng mà ở bên dưới thì đây quý vị ạ. Này tập xe mà nếu như mà không có người cầm đằng sau ấy thì rất là nguy hiểm. Đây. Nhỡ đầu một cái là mình không phải nói hơi xui xẻo nhưng mà không có người cầm đằng sau mà nhỡ tay ga một tí là không biết như thế nào đâu. Vâng. Nên là vừa mới mở chưa được lâu đâu. À chưa được lâu à? Anh cũng chưa được hỏi. Cái này là mở được bao nhiêu lâu rồi em? Chắc là được 1 năm thôi. Được 1 năm mà. Vâng. Nhưng mà chân vẫn không mở đến nhà em. Vâng. Nó lại mở đi lên vòng lên trên kia nhỉ. Đúng rồi. Thế thôi thím cứ tập đi nhá. Xong là hờ cứ tập cho thím đi, tập cùng quán tập mà. Sao? Cố gắng chạy theo thím 1-2 vòng mà. Vâng. Ban đầu nhất là cái lúc vừa mới về ấy, vừa mới ngồi lên xe là nó vẫn chưa quen. Đúng rồi. Đấy, không phải như mình là quen rồi ngồi lên là lái được luôn. Chứ phải cho thím khởi động 1-2 vòng đã. Cứ đi bình thường đi, không sao đâu mà. Người ta ở người ta mà rốt phải học quần đấy, nó rốt phải tao hỏi mà. Đây thím của em Hờ thì cũng tập từ sáng rồi đấy quý vị ạ. Bây giờ thì cũng đang vào giờ trưa. Hai thím cháu cũng đang tương đối là đói bụng nên là cũng về nhà trước. Về nhà thì ăn cơm. Ăn cơm xong lại tiếp tục ra đây để mà tiếp này tục là tập xe tiếp. Do là cái đoạn đường ở đây thì rất là khó nên là bình thường ấy lúc xuống thì hầu như có lẽ là em Hờ hoặc là chồng của thím ấy, chú tức là chú của em Hờ sẽ đưa ra và cầm giữ đuôi xe để cho thím tập. Đây quý vị, những cái đoạn xuống dốc hay lên dốc như thế này ấy, thì bình thường những người mà mới tập xe thì chắc chắn là sẽ đi không quen và rất là nguy hiểm. Còn bình thường như là anh em ở trên vùng cao như là em Dương hay là anh Cấy chẳng hạn, như anh em đi xuống dưới kia thì thật sự cũng mấy lần đi xuống dưới Hà Nội đi cùng với anh Ngọc đưa từ anh Cơ rồi anh Sình và cả em Hờ nữa thì xuống tận bên này là tốt đấy. Anh em nhìn cái cảnh xe đi lại dưới thủ đô mà anh em nghĩ vào bây giờ nếu mà cho một cái xe máy cho anh em tự lái thì anh em cũng không dám đi quý vị. Đây quý vị ở bên dưới này là cái rất là dốc trên đường ấy và đường này cũng rất là hẹp. Em Dương vẫn còn nhớ một lần là lúc đó anh em đi cùng với anh Sơn đi có chút công việc cái gì ấy, là do là còn em quay phim nữa nên là ba người không lái được xe nên là em Dương phải tự đi một xe mà đi xe tay ga của anh Sơn. Em Dương đi không quen và đang cũng vào giờ cao điểm ở dưới chỗ khu nhà anh Sơn ở nữa. Thế là đi không dám đi luôn quý vị ạ. Đấy. Nói chung là ở đâu thì quen ở đấy.
Đây, anh em cũng đã đến khu nhà của em Hờ và chú thím em Hờ ở đây để theo chân xuống. Anh em cũng muốn xem cái chỗ chân của thím em Hờ xem hiện tại là như thế nào. Ui, đây là quý vị này, có mấy bạn nhỏ hiện tại vẫn đang chơi Tết này, trời rất là vui luôn. Tầm này cho các thầy cô giáo mà báo đi học thì các bạn vẫn chưa đi đâu quý vị ạ. Có thể là có những bạn đi xong là lại quay về, đúng không hả Hờ? Đúng rồi anh ạ. Đi học xong lại quay về thì về nhà chơi vẫn chưa hết Tết đây. Sáng nay có thầy đi rồi mà cô giáo bảo là mai mới đi nữa. À, mới về. Để chơi cái gì dưới đấy đây? Nó chơi em mới không biết nữa. Không biết chú ở nhà không em? Chú chắc ở anh ạ. Chú ở à? Vâng. Ôi trời mệt nhỉ. Đi được cả ngày. Mấy hôm nay là đang thời tiết đang mưa. Anh ơi. Thím ơi, thím ra đây cho cháu xem bên chân thím một tí. Ăn lò sủa cát ta. Ít tập mà. Chân còn đau không hả thím? Nước chân có tao bùi chỉ mót này. Mót mẻ à? Nó còn đau một chút à? Đang tập tập xe như thế này chịu khó băng chân vào kín vào quỵ gì thế mà không lại lại xước làm băng chóc lớp vẩy kìa. Đây này ký. Giờ sờ còn đau không? Vâng, không cái nó vẫn còn cái lớp da non mà vẫn còn chưa lên đầy hẳn cái lớp này bây giờ nó cứng lắm, cái đè xuống là đau à. Đúng rồi, đúng không? Đè xuống thì đau ấy. Buộc thím lên một cái khăn buộc vào xong là hắn kéo tất lên. Ông ấy đèn đau khử đá mà lông vẫn chưa. Không là mình đi xe nhỡ đâu là có cái cành cây cái gì quyệt vào ấy, lúc đấy lại chảy máu ra. Đúng. Cái này rất là dễ bị tét ra đấy. Và nếu mà có đôi ủng ấy, nếu có đôi ủng đi đôi ủng vào mới không sợ bị ống xả trúng. Bởi vì là ở trong làng của em Dương ấy thì trước cũng có nhiều người là cũng tập xe là thường ngày rất hay là bị ống xả trúng chân trúng vào ống xả. Ống xả thì rất nhiều người đều đi xe là nóng ấy. Và thím ơi, cái chân này ấy, mình phải rửa thường xuyên, không làm như thế lại bóc cái da nó không mau lành được. Rất tệ. Kệ nó, kệ nó thím ạ. Cháu bảo này, thường xuyên rửa bằng nước muối nhé thím nhé. Còn có cái nước sát trùng kia không? Chúa chị, chúa chị chua có cho này à, để chua đa đạt rồi này. Chua chỉ mua là. Lấy cái nước sát trùng kia về rửa thường xuyên vào. Tầm này thì cũng nó cũng lợn lên hết cái lớp da non rồi nhưng mà mình đề phòng vẫn hơn. Vâng. Nữa chị khó rửa hôm cũng rửa thường xuyên vào và đặc biệt là đi tập xe này còn chân còn lên số các kiểu này nữa thì để ý băng cái chân và cẩn thận vào không lại quệt một cái lại lúc đấy lại bị chảy máu cái thứ lại khó đến lúc đấy lại không lành được lại phải bị đau một lần nữa. Dưới nền to khư còn nền mà đôi tất gọi tiếng Mông gọi là gì hả? Vụ tư hả? Vụ tư. Vụ tư à? Vụ tư hả? Vụ tư không nói được. Đây là do là anh em thật sự là tiếng của em Hờ ấy thì em Dương cũng nói được khá là nhiều nhưng mà có những cái vật dụng ấy thì anh em cũng không nói được hết. Đúng. Tầm này là ngứa lắm ấy thím nhỉ. Thì như khó khó nhỉ. Đúng rồi, tầm này là ngứa lắm. Nó đang lên cái lớp da non nó ngứa ấy. Đang tập xe như thế này chịu khó em Hờ chịu khó hộ thím một tí nhá. Vâng. Và thím ơi, cháu hỏi một tí. Đi cái đường dốc như thế này có sợ không hả thím? Hả? Ông cho cái xe bên trên à? Phải chứ. Phải chứ. Tập xe. Cái xe sợ. Cái xe mà đi chỉ theo có tóc mà mình bé cho cái xe thì tóc cao một bên trái. À. Sợ nhưng mà vẫn tập. Sợ nhưng mà vẫn tập đi. Phòng cháy mà chỉ sầu chứ. Cố gắng tập thôi nhỉ. Mỗi tầng được to nhưng mà xe nhiều quá. Ui, thường một đường to không được. Nhất là ô tô này rồi là xe cộ đi lại rất là nhiều và nhiều bạn thanh niên là đi xe nhanh lắm, lúc đấy mình không đi kịp và mình không xử lý kịp được đâu. Đúng rồi. Ở đây là bà con là thường hay tập xe là tiện để còn chở cỏ bò này các thứ này đúng không? Đúng. Nhất là cái khoản chở cỏ bò và cả củi nữa. Đúng rồi, củi nữa. Đấy.
Còn đi lại thì bà con hầu như là cũng tương đối là ít đi lại. Hôm nọ thì anh em vào đây thì để cũng muốn là thăm luôn cái chỗ chân của thím em hờ. Nhưng mà lúc đó thì hôm đấy thì thím cũng về đấy chú đi uống ăn cưới, là uống rượu say. Rượu say rồi là thím đi ngủ thì anh em cũng không gặp được. Hôm nay thì đang trên đường lên thì tình cờ là gặp thím là cũng đang đang tập xe. Đó, thì anh em cũng có chia sẻ cũng như là xem là gọi là tay lái của thím là đến đâu rồi. Nhưng mà nghe là có vẻ như là cũng đi vẫn hơi yếu, để mà đi đường khó hơn nữa thì chắc vẫn chưa đi được mấy. Đúng. Đi được khó thì đi chưa được mấy đâu. Chỉ đấy, là không. đi được dốc thì đi được xuống cần tay, cần dạ, cần xuống dắt thôi đúng không? Dắt thôi. Phải vào số 1 cơ. Ô, cái bạn này là bạn nào đấy? Hả? Đây là con của nhà thím à? Đây chú xem một tí. Đây này đây. Ăn lộn lại chú ăn này. Đây bộ quần áo rất là lộng lẫy nha quý vị nha. Đây đây là những cái bộ trang phục của bà con người Mông thường hay mua để cho con cái của mình diện vào những ngày Tết. Và có một số bạn nữ, những bạn gái, bạn thanh niên ấy nhỉ, vâng, cũng thường hay đến những cái tầm này là cũng hay mua để mà diện Tết ấy. Là các cháu như ban nãy em Dương cũng vừa nói ấy, các cháu đến hiện tại thì là vẫn chưa hết Tết như quý vị nha. Nhưng mà do là bạn ấy chắc kiểu gì là vẫn có một đôi giày để mà đi, nhưng mà tầm này là chắc cũng bẩn hết rồi. Bây giờ cũng tầm mùng 10 rồi mà. Mùng 10 rồi bẩn hết rồi. Cháu này nhà ở đâu đấy? Nhà ở tận ở dưới kia anh. À thế à? Vâng. Lên tận trên này chơi. Vâng. Có học lớp mấy rồi? Không. Học lớp 1. Học lớp 1 à? Vâng. Học lớp 1 chưa nói được à? Chị đâu thả lưu cho chị đâu? Hả? Cả tí chào là. Hả? Hả? Như nào? Đúng lớp. À đúng lớp à? Vâng, đúng lớp. À. Đây này, cái này mẹ mua cho à con? Nhỉ cho phút à? Ừ. Có biết là bộ này bao tiền không? Hả? Phụ bao trên đi hát tao nhỉ? Không biết luôn. Cái hàng tiền đạo này đi đâu rồi? Cười cười ra chú xem nào. Lừa. Cười há miệng to vào. Xuống hết răng rồi. Tầm này là đang thay răng nhỉ? Mười tuổi hay là như nào rồi? Ông ơi là chồng nít chứ? Ba. Ui, không biết là mình bao nhiêu tuổi. À. Ừ. Này, bình thường là tầm bộ này là bao tiền hả? Bình thường á. Ừ. Bình thường là 300, 500 thôi. 300 đến 500? Vâng. Nhưng mà trẻ con mà với dễ như thế, người 18, 19 tuổi thì đắt đấy. À, của người lớn thì nó đắt đúng không? Của người lớn thì hơi triệu. Người lớn là hơn triệu. Vâng. Cái này là còn tùy thuộc vào cái hoa văn cũng như là cái màu sắc các thứ không? Hay chất liệu vải không? Anh thấy là hình như là hầu như là chất liệu vải nó đều giống nhau mà đúng không? Vâng, nhưng mà mua hết một bộ. Hả? Cả một bộ luôn. Ừ, nó tính là tính vâng. Cả một bộ. Thì nó mới đồng màu đúng không? Đây, ví dụ trên là màu hồng thì cũng xuống màu hồng hết đây này. Vâng. Bố đấy, mẹ là đi công ty thôi, với lên trên này ở. À, bố mẹ đi công ty làm rồi à? Vâng. Vừa mới đi hay như nào? Chưa, chắc là ngày kia, ngày mai thôi. Lên, bây giờ là lên gửi lên ông bà hay là anh em ở đâu? Gửi lên cùng chú thím ở đây ấy. À, gửi chỗ chú thím ở. Vâng. Thế là anh em nhà chú thím à? Vâng. À, rồi tóc tai bù xù hết đây này. Trời. Tí nữa nhờ thím là chải lại tóc xong là buộc tóc gọn gàng vào nhé con nhé. Ừ. Đây quý vị, hôm nay thì anh em cũng lên đến đây để thăm xem tình hình chân của thím nhà em hờ như thế nào, để cho quý vị được biết cũng như là yên tâm hơn. Còn bây giờ thì cũng khá là muộn rồi, anh em còn có chút công việc bận đi những cái hoàn cảnh khác nữa, chắc em Lương cũng có lẽ em xin phép là được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.